Xin chào các anh chị và các bạn. Mời các anh chị và các bạn trở lại kênh Núi Đồi Lục Ngạn 98. Một trong những vấn đề rất quan tâm đến thời điểm hiện tại đó là vụ vải thiều chuẩn bị diễn ra rồi. Thì tiêu thụ thế nào? Giá cả ra sao? Và đặc biệt quan tâm vấn đề đó là thương nhân Trung Quốc đã sang chưa? Vậy thì để biết những thông tin đó, mời các anh chị và các bạn cùng theo dõi clip sau đây. Bây giờ mời các anh chị và các bạn sẽ cùng đi vào thăm vườn vải thiều Thanh Hà của gia đình em nhé. Thực sự đến thời điểm này thì những thông tin về thương lái Trung Quốc đã được thông tin đăng tải nhỉ, trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương cũng như là được sự quan tâm của chính phủ. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái sản lượng vải thiều Lục Ngạn này rất là lớn, năm nay ước tính khoảng 180.000 tấn các anh chị nhé, 180.000 tấn. Đấy, em có cuộc điện thoại của bác nào đây rồi. Alo ạ. Vâng. Táo giống hết rồi anh ơi. Dạ vâng, năm nay hết rồi, anh chờ đến tháng 10 âm lịch tới nhé. Ừ, tháng 10 chứ bây giờ là hết rồi nhé. Ừ, rồi rồi, ok. À, xin chào Huế. Đây vừa rồi một cuộc điện thoại từ Quảng Bình các anh chị nhé, vừa nghe của Quảng Bình rồi thì xin lỗi các anh chị, bây giờ chúng ta sẽ trở lại tiếp tục video nhé. Thì em xin nhắc lại là sản lượng khoảng 180.000 tấn vải nhé ở Bắc Giang, trong đó Lục Ngạn nó ước tính khoảng sản lượng ở quê chúng em này khoảng 120.000 tấn, tức là sản lượng nó rất là lớn, 120.000 tấn. Và đó là một cái sản lượng rất lớn, nông sản rất lớn. Đặc biệt với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì tiêu thụ thế nào thì quả là một bài toán tương đối là cần phải giải của các cấp lãnh đạo cũng như chính quyền, đúng không nhỉ? Thì trong những ngày này vừa rồi thì em cũng được nắm được cái thông tin, đúng không nhỉ? Từ Trung ương đến tỉnh, đúng không nhỉ? Thì kể cả được chấp thuận của từ Bộ Ngoại giao, đúng không nhỉ? Tóm lại là từ Trung ương rồi tỉnh, huyện, đúng không nhỉ? Tạo mọi điều kiện để về thương lái về cách ly 21 ngày các anh chị nhé, 21 ngày. Và thông tin là 164 doanh nhân Trung Quốc đã sang cách ly rồi. Sang cách ly để chuẩn bị thu mua, vận chuyển tiêu thụ vải thiều Lục Ngạn này. Đấy thì đó là cái thông tin cũng hết sức là đáng mừng. Bởi vì tại sao lại phải cứ phải thương nhân Trung Quốc đúng không nhỉ? Thì cũng xin thưa với các anh chị là thị trường vải thiều của Lục Ngạn này này thì chủ yếu phụ thuộc vào Trung Quốc, vào thị trường Trung Quốc các anh chị nhé. Chứ ở thị trường ở trong nước này, ví dụ miền Nam hay là sản phẩm ở các thị trường ở trong nước này nó không đáng kể đâu. Thứ hai nữa là tiêu thụ nó chỉ một phần rất nhỏ và thường thường là thu mua và tiêu thụ ở bà con của bán ở trong nước ấy, thì giá thường thường không cao các anh chị nhé, không cao. Đấy. Thứ ba nữa là nếu không bán được tươi thì sấy thì cũng chỉ chủ yếu sang Trung Quốc chứ cũng không bán được ở trong nước các anh chị ạ. Đấy, cái thị trường quả vải là như vậy. Thì còn thì tại sao lại cứ phải thị trường Trung Quốc? Tại sao không thị trường các nước khác đúng không nhỉ? Thì cũng xin thưa với các anh chị là thị trường các nước khác, ví dụ Nhật, Úc, châu Âu, Mỹ hay là các thị trường khác ấy, thì cũng có, nhưng mà đó là những thị trường khó tính. Thị trường người ta cần những cái tiêu chuẩn hết sức ngặt nghèo về tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm rồi an toàn về rất nhiều cái tiêu chí khác. Thì đó là những thị trường mà khó tính nên là chúng ta cũng chỉ xuất được sang rất là ít thôi. Ví dụ như là thị trường Nhật Bản đúng không nhỉ? Thì chúng ta cũng cấp mã số rồi thì định danh rồi thì rất nhiều cái nội dung khác nữa. Tuy nhiên đó là cái thị trường mà chúng ta gần như là bây giờ mới là bước đầu thôi các anh chị ạ. Gọi là mỗi vụ thì xuất được không đáng kể, rất là ít so với một sản lượng 180.000 tấn. Đấy thì kể cả châu Âu, Mỹ hay là các thị trường khác cũng thế, nó là cái thị trường nó khắt khe các anh chị nhé. Nên là chỉ có thị trường Trung Quốc thôi. Thì đó là cái thị trường mà truyền thống ưa chuộng nên là rất là phụ thuộc vào cái yếu tố đó. Nên là với cái thời điểm tình hình dịch như thế này thì rất là quan tâm đến cái việc mà tiêu thụ cũng như là thương lái người ta sang cách ly chưa và cách ly người ta có mua hay không, đúng không nhỉ? Thì điều đó là phụ thuộc vào thời gian tới. Nhưng với thiết nghĩ rằng bản thân em, đúng không nhỉ, thì nghĩ rằng cái thời điểm này thì dịch nó cũng đang là căng thẳng. Tuy nhiên với cái quyết tâm của chính quyền, của các cấp, của đoàn thể, của trung ương, của bà con nhân dân đồng lòng thì dịch sẽ dập được nhỉ. Và cái sự quan tâm của chính phủ, của tỉnh, của huyện nhỉ, tạo mọi điều kiện để cho thương nhân cũng như tạo mọi điều kiện để cho cái công tác mua bán
tiêu thụ nông sản nói chung, trong đó vải thiều Lục Ngạn nói riêng sẽ thuận lợi và sẽ suôn sẻ trong cái vụ 2021 này. Đấy thì điều đó thì cũng rất là mong mỏi của bà con anh em chúng em, thực sự rất mong mỏi. Đấy. Vải cái này thì cũng chuẩn bị chín rồi, thì rất là lớn nhanh nhỉ. Cây này sai quá thì có thể cắt bớt đi các anh chị nhé. Rất nhiều nhà đã cắt vải Thanh Hà năm nay rất là sai, thì nhiều nhà đã cắt đi rồi. Đấy, ví dụ như cả cái chùm này cắt bỏ đi. Đấy, ví dụ như cắt bỏ luôn cái chùm này đi, bỏ luôn đi, để cho chống cháy, chống hỏng cây đúng không nhỉ? Bởi vì nó sai quá không thể nuôi được. Đấy, vậy năm nay lại là một cái năm được mùa của vải thiều Lục Ngạn các anh chị các bạn nhé. Nếu các anh chị các bạn thì nếu xem clip đầu lần này lần à, tức là cái clip những cái clip đầu tiên về vải thiều Lục Ngạn ấy, thì biết rõ là cái năm nay là năm được mùa vải. Mà được mùa thì thường thường là cái tâm lý cũng như là cái quy luật ấy, thì của nông sản ấy, thường thường được mùa thì lại mất giá, nên là đó là một cái mà anh em chúng em cũng rất là lo lắng trong quá trình mà vừa chăm bón vừa chăm sóc, thực sự là cũng tương đối là thấp thỏm các bác ạ. Làm nó cũng nếu không đầu tư thì không bán được. Đấy, thực sự nó là cái cân nhắc nhỉ. Đầu tư thì lại phải tốn kém tiền phân, tiền thuốc bảo vệ thực vật nhỉ, rất nhiều các công chi phí ra. Đấy, mà chăm nó dở dang cũng không được. Chăm mà nó phải có cái sự đầu tư và nó phải bài bản và cũng là quy củ các anh chị nhé. Đấy, thì ở trong cái clip này em cũng xin chia sẻ một vài cái thông tin như vậy nhỉ. Tức là thương lái Trung Quốc hiện tại bây giờ thì nó chính xác thì em cũng không rõ được. Nhưng mà với cái thông tin là 164 doanh nhân đúng không nhỉ, sang Lục Ngạn cách ly, rồi thì chuẩn bị thu mua công tác vải thiều nhỉ, và được sự quan tâm cũng như là được tạo mọi điều kiện của chính phủ, của trung ương, của tỉnh, của huyện để chuẩn bị cho cái vụ vải thiều 2021 này được chuẩn bị được diễn ra, để bà con bán được mùa, được giá, tiêu thụ được nông sản trong cái mùa dịch Covid này. Đấy thì em cũng xin chia sẻ một vài cái thông tin như vậy. Thì cũng rất là mong các anh chị luôn luôn quan tâm, đồng hành, ủng hộ cùng với cả cây núi Lục Ngạn. Và đặc biệt là các anh chị mà ở các vùng miền khác thì chuẩn bị ăn vải thiều Lục Ngạn các anh chị nhé. Ủng hộ các sản phẩm vải thiều Lục Ngạn. Thứ nhất là chuẩn tải Lục Ngạn, trồng đúng đất Lục Ngạn, thương hiệu, quả to, ngọt, an toàn. Và đặc biệt là nếu các anh chị có điều kiện mà hết dịch mà nó tan ra thì các anh chị có thể về trực tiếp trải nghiệm bẻ luôn ở cái vườn vải thiều này các anh chị nhé. Đấy thì đã xin chào cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe thành công, và đặc biệt là chúng ta sẽ chung tay chống dịch Covid nhé, đeo khẩu trang. Đấy, không tụ tập đông người thật, đến những khi mà đi đâu mà có việc cần thiết chúng ta đi thôi, còn nếu không ta ra vườn sản xuất lao động các bác nhé. Rồi thì chung tay dập dịch để cho cuộc sống, đời sống hiện tại giờ chúng ta nó an toàn trở lại nhỉ? Các nông sản nói chung, trong đó có vải thiều Lục Ngạn nói riêng, bán được mùa như thế này thì chỉ còn được giá nữa thôi. Thì một lần xin cảm ơn các anh chị, chúc các anh chị sức khỏe thành công, và đặc biệt là an toàn trước Covid-19. Xin chào, hẹn gặp lại.